Kính bạch trên hòa thượng diện chủ, kính bạch thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể đạo tràng phật tử, chiều hôm nay ngày 11 tháng 10 2020, nhằm ngày 25 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý Phật lịch 2564, tại chùa Bửu Quang, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, theo thông lệ hàng tháng có tổ chức khóa tu một ngày an lạc đến cho toàn thể đạo tràng Phật tử hữu duyên gần xa khắp nơi phân tập về đây để đồng tham dự. Và trong khóa tu lần này, chúng tôi vô cùng hoan hỷ được chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu cung thỉnh về đây để gặp gỡ và chia sẻ Phật pháp với quý vị. Lời đầu tiên cho phép khẳng định được nói lời vấn an sức khỏe đến hòa thượng viện chủ thượng tọa trụ trì cùng toàn thể đạo tràng Phật tử, lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, Đức Phật ra đời với một mục đích duy nhất, đó là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho chúng sinh. Vì vậy ngài mới tuyên thuyết con đường dẫn đến sự an lạc hoàn toàn, và con đường đó ngày nay chúng ta gọi là giáo pháp. Và con đường này tụ trung ở một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là trí tuệ. Chúng ta thường nghe nói đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Vì vậy trí tuệ được xem như là lợi khí vô cùng quan trọng để chúng ta ngộ được bản chất thật của thế gian này. Thường thì chúng sanh nặng về hai cái pháp, đó là vô minh và hữu ái. Vô minh là không liễu tri được tứ diệu đế, không ngộ được khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Chính vì không liễu tri được tứ diệu đế cho nên chúng ta vẫn còn bị vô minh. Chính vì vô minh cho nên chúng ta mới đắm nhiễm, dính mắc. Thứ nhất là dính mắc trong ngũ trần, là sắc, hình, hương, vị, xúc, hay còn tạm gọi là ngũ dục. Những chúng sinh mà còn dính mắc trong ngũ dục, chúng ta còn ở trong cái cõi dục này. Cái cõi dục là những chúng sinh còn thừa hưởng, còn dính mắc, còn đắm đuối trong năm trần. Cao hơn những chúng sinh trong cõi dục là những chúng sinh ở cõi phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới. Những chúng sanh này cũng còn ái, tức là ái sắc và ái vô sắc. Chúng ta có ba cái ái là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Ba giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những chúng sanh trong cõi dục giới thì còn dục ái, những chúng sanh trong cõi sắc giới thì gọi là sắc ái. Sắc ở đây là những tâm thiền chứ không phải là sắc đẹp, tức là những cái cõi thiền sắc giới chứ không phải là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm. Còn những chúng sanh ở cõi dục phải đắm nhiễm trong năm thứ là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Còn những chúng sanh ở trong cõi sắc, tức là ái trong thiền sắc giới, và những chúng sanh ở trong cõi vô sắc, ái trong thiền vô sắc. Mà cho dù nằm ở cõi nào, cõi người hay cõi phạm thiên sắc giới hay phạm thiên vô sắc giới, thì chúng ta đều nằm ở trong tám tam giới. Có câu rằng là tam giới nhân thiên khổ lắm mà, sanh già
đau chết thường xảy ra. Quán thù lại gặp cầu chẳng lành. Chấp thân năm quẩn khó buông ra. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ chúng sanh còn luân hồi, còn khổ là vì bởi còn vô minh và hữu ái. Chúng ta hiểu hữu ái nó có ba, là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Kể cả những chúng sinh ở trên cõi trời phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới, ở trên đó thì những vị này thoát khỏi dục ái rồi, không còn bị đắm nhiễm trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, những con xúc lạc. Nhưng mà các vị này lại đắm nhiễm trong các cái tâm thiền kiên cố sắc giới và những cái tâm thiền kiên cố vô sắc giới. Nhưng mà vẫn còn ái. Mà hãy còn ái thì còn luân hồi. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh cái bí quyết của đạo Phật là chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta tu cái trí tuệ, bởi vì trí tuệ ở đâu thì mình ở đó. Trước khi hiểu về trí tuệ là sự hiểu biết, chúng tôi xin trình bày có ba loại biết để chúng ta hiểu khái quát về thế nào là trí tuệ, để mà chúng ta tu tập. Thưa quý vị, ở trong kinh dạy rằng có những cái biết do các giác quan, được gọi là cái biết của thức tri. Thức tri là gì? Là cái biết của những cái giác quan. Thí dụ như mắt thấy sắc, chúng ta biết. Tai nghe tiếng, chúng ta biết. Mũi ngửi mùi, chúng ta biết. Lưỡi nếm vị, chúng ta biết. Thân xúc chạm, chúng ta biết. Ý suy nghĩ, chúng ta biết. Thì những cái biết này trong nhà Phật gọi là thức tri. Thức tri là sao? Khi con mắt tiếp xúc với cảnh trần, nó xảy ra cái biết, đó là tâm nhãn thức. Tức là nhờ con mắt nhìn cảnh sắc, nó mới cho chúng ta một cái biết. Thì cái biết đó gọi là cái biết nhãn, nhãn thức. Cũng như vậy, cái biết của lỗ tai là gọi là nhĩ thức. Cái biết của lỗ mũi là tỷ thức. Cái biết của vị, của lưỡi là gì? Là thiệt thức. Cái biết của thân là thân thức. Và cái biết của ý là ý thức. Như vậy thì cái biết đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị, đó là thức tri. Tri là biết, thức là các giác quan. Cái thức này thì ai cũng có. Hãy người nào mà đầy đủ lục căn, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, thì đều có cái biết này. Chúng ta đang sử dụng cái biết này. Và cái loại biết thứ hai được gọi là cái biết của tưởng tri. Tưởng là gì? Tưởng là sự nhớ lại, nghĩ lại, cặn lại, thì gọi là tưởng. Như vậy chúng ta có một cái loại biết được gọi tên là tưởng tri. Cái biết này chúng ta có thể hiểu nó như thế này, tức là cái biết của kiến thức. Kiến thức là gì? Là chúng ta có đi đến trường, chúng ta học từ tiểu học, trung học, hết phổ thông, chúng ta học tới là đại học. Rồi chúng ta học chuyên môn về chẳng hạn như là ngành y hay là ngành xây dựng, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái biết mà từ học đường dẫn đến cho chúng ta một cái biết, một cái kiến thức, là nhờ chúng ta trải qua học đường. Thì cái biết này được gọi là tưởng tri, tức là mình nhớ lại. Giống như mình đi học mà quý vị có biết là mình học bài không? Học bài để làm chi? Để thi. Thì một lần mình học như vậy thì mình đọc qua một lần, hai lần, ba lần, chúng ta mới nhắm mắt lại, chúng ta mới nhớ. Đó, nhớ coi cái người nãy giờ mình học cái gì. Mình nhớ đi nhớ lại như vậy, nó trở thành là mình thuộc bài. Thì cái này gọi là tưởng tri. Mà thường chúng ta nói đứa bé này sao mà trí nhớ nó giỏi quá, nó học rất là giỏi. Nhưng là chẳng qua là cái tưởng của nó rất là mạnh. Cái tưởng của nó già hơn mình.
cái tưởng nó lớn hơn cái tưởng của mình á, thì tưởng một chút là mình quên. Nhưng mà những cái người mà họ có cái trí nhớ, họ học rất giỏi, và bây giờ họ có cái sanh nha, tức là cái tưởng của họ rất là mạnh. Họ nhìn có một lần là họ sẽ thấy nhớ. Thì cái biết này được gọi là tưởng, tưởng tri, là cái biết qua kiến, kiến thức. Như vậy thì cái biết này cũng rất là nhiều. Hiện nay thì có những kỹ sư, bác sĩ, những vị tiến sĩ, các nhà khoa học, bác học. Thì thưa với quý vị, tất cả những cái vị này đều biết qua tưởng, tưởng tri. Cái biết tưởng tri chúng ta hiểu thêm một góc độ nữa cho nó rõ. Tức là có những người thì họ không đi học, học đường. Thì những người này họ vẫn có cái biết của tưởng tri. Họ biết qua cái gì, quý vị biết không? Biết qua kinh nghiệm. Có những cái kiến thức dẫn đến cho họ những cái biết gọi là cái biết của kinh kinh nghiệm. Kinh nghiệm là sao? Tức là họ đã nếm trải qua rồi, họ rút ra cái kinh kinh nghiệm. Ví dụ như hồi bé mình mới sinh ra thì mình không biết cái vụ mà té là đau, nhưng mà dần dần mình lớn lên mình tập đi thì mình té một vài lần, mình thấy sao đau, thì lớn lên là tự động mình biết là mình té là sẽ bị đau. Đơn giản có nhiều lắm, nhiều cái vấn đề giúp cho chúng ta có cái sự trải qua, nếm trải. Mình làm gì biết muối là mặn, đường là ngọt, chanh là chua, thì cái này phải qua cái gì? Kinh nghiệm. Tức là phải nếm, nếm rồi từ đó thì sao mà nhìn hũ muối là mình biết là sẽ mặn, mình biết trái chanh là sẽ chua. Nhiều lắm trong cuộc đời này mình xài cái kinh nghiệm rất là nhiều, tức là mình nếm trải qua cuộc đời của mình, nếm trải qua biết bao nhiêu là điều. Để rồi mình có một cái biết. Thì cái biết này cũng gọi là gì? Tưởng, tưởng tri. Thậm chí trong quá trình tu tập về pháp của Đức Phật. Tại sao chúng ta biết nhân quả? Tại sao chúng ta biết tứ diệu đế? Tại sao chúng ta biết những lời dạy của Đức Phật? Và tại sao chúng ta ngồi, chúng ta nghe, chúng ta hiểu? Và tại sao có sư Chánh Định ngồi đây nói pháp cho quý vị nghe? Thì tất cả những cái biết này đều là tưởng, tưởng tri. Hay tức là chúng tôi xem kinh, chúng tôi học, rồi chúng tôi biết, bây giờ chúng tôi nói lại, quý vị nghe, quý vị cũng lãnh hội, cảm nhận, hiểu vấn đề này đã dẫn đến một cái biết, thì đều là tưởng, tưởng tri hết. Và chúng ta sống trong cái tưởng tri rất là nhiều trong cuộc sống bình nhật. Quý vị cứ thử nghĩ mở mắt ra sáng sớm, mở mắt ra bắt đầu thức tri quạt hoạt động, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm. Bắt đầu từ cái thức tri đó chúng ta mới cảm nhận qua cái kinh nghiệm, qua cái kiến thức, qua cái sự hiểu biết của từng người mọi vấn đề đời cũng như đạo, chuyên môn cũng như không chuyên môn. Như một vị bác sĩ mà sáng ra đi làm thì họ cũng dùng cái biết chuyên môn của họ để họ làm việc. Còn mình thì mình dùng những cái biết phổ thông của mình, không chuyên môn, để nhận định cuộc sống này. Thì đều là qua tưởng, tưởng tri. Như vậy thì chúng ta được biết hai cái biết, hai cái loại mà hiểu biết. Thứ nhất là thức, thức tri. Thứ hai là gì? Tưởng tri. Hôm nay bài giảng này chúng tôi muốn quý vị phải có cái biết thứ ba, được gọi là tuệ tri. Tức là cái biết của trí, trí tuệ. Cái biết này chúng ta phải thực tập, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải trao dồi thì chúng ta mới có cái biết này. Còn bình thường nếu chúng ta không tu tập, không trao dồi thì chúng ta chỉ xài hai cái biết đầu tiên, đó là gì? Thức tri. Thứ hai là gì? Tưởng tri. Cho nên bài giảng hôm nay thì nó vô cùng quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ là chúng ta nói đạo Phật là đạo trí, trí tuệ. Mà chúng ta không có tuệ tri thì không được. Chúng ta xài tốt là gì? Thức tri như tưởng tri không thì nó không đúng với đạo Phật. Chúng ta xài cái biết này là biết của đời, cái biết này là biết của bình thường, của thông thường. Và đặc biệt hôm nay chúng ta nghe cái bài giảng này để chúng ta biết cái biết thứ ba, đó là tuệ tri. Thế nào là tuệ tri? Quý vị tập trung lắng nghe. Tuệ tri là gì? Tuệ tri là cái biết của trí tuệ được hiểu qua
hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là người nào nhìn mọi vật, mọi việc, mọi hiện tượng xảy ra trên cuộc đời này qua lăng kính nhân quả, thì cái sự hiểu biết qua lăng kính nhân quả đó được gọi là tuệ tri. Đạo Phật chủ trương nhân nhân quả, thiện ác sẽ cho ra kết quả là buồn vui, hãy thiện thì cho ra kết quả là vui, mà ác thì cho ra kết quả là gì? Buồn. Tích thiện thì khùng thiện, tích ác thì khùng khùng ác. Rõ ràng ở đây thì ai cũng biết vấn đề nhân quả nghiệp báo. Hãy làm lành thì cho quả quả lành, làm ác thì cho quả khổ. Theo như quý vị như vậy có được gọi là tự tri chưa? Có được gọi là tự tri chưa? Tại sao vậy? Tại sao kêu gọi là tự tri? Quý vị trả lời rất chính xác. Cái đó mới ở góc độ là tưởng tưởng tri, tức là mình rồi mình nhớ lại chính xác. Mình nghe quý thầy nói là đạo Phật chủ trương nhân quả. Quý vị có thể nói một cách rành rọt hơn cả chúng tôi nữa là nhân lành cho quả vui, nhân ác cho quả khổ. Thiện ác đáo đầu chung của báo. Mình nói rõ ràng như vậy. Nhưng mà cái nói này là do mình học. Mình nhớ lại. Mình học mình nhớ lại. Mình nói mình có thể lên thuyết một cái bài giảng về vấn đề nhân quả nghiệp báo. Có thể là một giờ đồng hồ, một giờ rưỡi đồng hồ, thậm chí hai giờ đồng hồ nói về nhân quả nghiệp báo. Nhưng mà mình nói như vậy thì nó mới ở góc độ là mới có tưởng trưởng tri. Tức là mỗi người mà họ nói về nhân quả nghiệp báo mà nói hai giờ đồng hồ là cái nhớ của họ rất nhiều về cái chủ đề nhân quả nghiệp báo này. Thế nào là chúng ta nhìn vấn đề nhân quả nghiệp báo mà ở góc độ tuệ tri? Đây quý vị phải lắng nghe. Cái chủ đề hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị một cái biết thứ ba là tuệ tri. Nhưng mà cái chủ đề chính của chúng tôi là có cái tựa đề là thấu nhân duyên và ngộ vô thường. Cái chủ đề của mình hôm nay là có hai vấn đề. Thứ nhất là thấu nhân duyên. Vấn đề thứ hai là ngộ vô thường. Tại sao? Tại vì cái tuệ tri cái bước đầu là phải hiểu về nhân quả, là thấu nhân duyên hay là thấu muôn duyên. Vấn đề thứ hai của cái tuệ tri là của trí tuệ đó là phải ngộ được vô thường. Cái này cực kỳ quan trọng, đó là cốt lõi mục đích cuối cùng của cái người tu. Vì quý vị có nhớ câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Sanh diệt là gì? Là vô thường. Đúng rồi, cái chữ sanh diệt đồng nghĩa vô thường. Mà ai mà thấy được vô thường thì người đó ngộ được pháp. Ai thấy được vô thường thì người đó chứng được pháp. Cho nên chủ đề hôm nay chúng tôi sẽ nhắc lại đó là thấu muôn duyên và ngộ vô thường. Bởi vì ai mà thấu muôn duyên và ngộ vô thường thì người đó sẽ có được cái biết thứ ba là gì? Tuệ tri, là cái trí tuệ của đạo Phật. Chúng ta thường hay nói là đạo Phật là đạo gì? Trí tuệ. Mà bây giờ mình mà không có cái này thì mình chưa phải là người tu chứng được đạo Phật. Đó. Mình chỉ biết nhân quả và vô thường qua cái biết thứ hai, đó là gì? Tưởng tri. Bây giờ chúng ta cũng có thể nói được là thế gian là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường, cái gì cũng biến hoại. Nhưng mà để chúng ta tin vào vô thường và hiểu được vô thường một cách rõ ràng, thấu triệt, thì chúng ta đòi hỏi một cái quá trình tu tập về tri kiến rất là nhiều. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Vì người ta có một câu rằng là
Đã biết vô thường sao còn phiền não? Như vậy thì mình chưa có biết vô thường thì mới phiền não chứ. Đã biết phiền não sao còn khổ đau? À, quý vị khổ đau là quý vị chưa thấu được gọi là muôn duyên. À, rồi đã biết khổ đau sao còn trói buộc? Là dính mắc chấp thủ. Tức là biết đây là khổ rồi mà mình lại chấp. Đã biết trói buộc sao chưa chịu? Chịu buồn. Như vậy thì cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ của chúng ta là gì? Thứ nhất là chúng ta buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, và quên không được. Tại sao chúng ta buông không đành? Thì chúng ta chưa có thấu buông duyên, chưa ngộ vô thường. Tại sao chúng ta nghĩ không thông, nhìn không thấu? Là vì mình toàn là tưởng tri, chỉ có cái tuệ tri trong đây hiểu thông nhìn thông. Và tại sao chúng ta quên không được? Là vì chúng ta cũng không ngộ được nhân duyên và vô thường. Như vậy thì cái câu nói một cách đầy đủ là gì? Thấu muôn duyên, không than phiền quán trách, ngộ vô thường, buông xả tánh mặc nhiệt. Hôm nay quý vị, đến đây nghe cái bài giảng này, lụm hai cái câu này bỏ túi đủ rồi. Cái nội dung chúng tôi nói vòng như vậy, mục đích chúng tôi muốn nhấn mạnh hai vấn đề, tức là thấu muôn duyên là hiểu về nhân quả, thì không than phiền quán trách. Như vậy thì trong cuộc sống đời thường bình nhật, hiện tại chúng ta còn than phiền quán trách không? Còn. Mà hãy còn than phiền quán trách thì chưa thấu muôn duyên. Mình đã hiểu nhân duyên, nhân quả rồi, có gì phải than phiền? Và có gì phải quán trách? Hãy mà còn quán trách, còn than phiền thì xác định 100% mình chưa có tuệ, tuệ trí. Mặc dù mình nói là nhân quả đó, nhưng mà sao buồn? Sao quán trách? Mình còn có so sánh mình với ta, để dẫn đến cái gì? Tủi thân, buồn khổ. Có người họ nói rằng là tôi đau khổ vì không phải tôi nghèo, mà tôi đau khổ vì cái nhà kế bên tôi nó giàu. Cái chuyện họ giàu là cái chuyện phước của người ta, đúng không? Mình thấu muôn duyên rồi. Còn cái nghèo của mình là cái nghiệp của mình. Bố thí thì giàu sang, mình không bố thí tất nhiên thì mình không có giàu sang. Nhân duyên như vậy mà. Còn cái bà, cái nhà cái bên này họ giàu là bởi vì họ có bố. Mình hiểu như vậy thì còn buồn không? Đó, phải có tuệ tri mới được tập nhìn cuộc đời này qua lăng kính tuệ. Tuệ tri, đạo Phật là đạo gì? Trí tuệ. Đệ tử của Đức Phật thì phải có trí tuệ. Từ đây về sau hứa với lòng không buồn nữa, không than phiền quán trách nữa. Bởi vì sao? Có nhân quả, có nghiệp báo. Mà ai mà hiểu được cái cuộc đời, hiểu được nhân quả nghiệp báo, thì họ sẽ nói một câu thẳng như thần rằng là gì? Trên cuộc đời này không có gì là bất công. Mà hãy không có bất công thì làm gì chúng ta đau khổ bình đẳng? Bởi vì nhân quả nó rõ ràng, minh bạch, thì có gì là bất công đâu. Mình khổ kiếp này là do cái trước mình dụng đường tú. Người ta đầy đủ kiếp này là người ta khéo tú, có gì là bất công? Không có gì là bất công. Mà mình cảm thấy bất công là vì mình chưa có tuệ trì. Cho nên cái người mà có tuệ trì thì sẽ nói rằng là biết đạo, không buồn chuyện thế gian. Cái người biết đạo á, cái chuyện thế gian họ không thấy buồn. Mà không buồn như vậy là chúng ta thấy chúng ta đâu có khổ, thấy không nè? Còn mình buồn là mình thấy khổ, mình thấy mình thiệt thòi, mình thấy mình thua người ta. Đức Phật và các vị thánh tăng, các ngài không có buồn vu vơ như mình, không có cái chuyện buồn lãng xẹt, là vì cái nhà cái bên nó hỏi giàu mà làm cái mình buồn. Có cái cô này cô nói còn hay hơn nữa.
thưa sư, con buồn vì không phải con xấu, mà con buồn vì cái bà kế bên con bà đẹp. Cái bà kế bên bà đẹp là do nhân gì? Do nhân gì? Mẹ đẹp quá. Giàu sang đến giờ đẹp là họ ít có sân. Hiểu không? Họ đẹp là gì? Họ ít có sân. Cái người mà hay sân hay giận là cái người kiếp sau xấu. Cái người mà ít sân giận thì người đó kiếp sau đẹp. Người ít lòng sân giận thường đặng phước đoan trang, dung sắc đẹp dịu dàng, được nhiều người yêu mến. Tự nhiên mình thấy cái bà đó mà được nhiều người yêu mến, mình sanh cái lòng ganh ganh tị, sanh cái lòng ganh tị, mình khổ. Chứ bà đó đâu khổ, mà mình khổ là do mình thiếu cái gì? Tệ, tệ trí. Mình nhìn cái vấn đề nó đơn giản trong cuộc đời này mà mình thiếu cái sự hiểu biết, gọi là hiểu thông nhìn thấu, mình chưa nhìn thấu được vấn đề. Đức Phật kính thưa quý vị, ngài không phải là đấng toàn năng có thể ban phước hay tha tội, có thể giúp một cái người làm ác mà không bị trả quả. Không có, Đức Phật không có làm. Đức Phật có bốn điều không làm được, chúng ta biết rồi đó. Thứ nhất là gì? Nhân quả không thể thay, trí tuệ không thể cho, diệu pháp không thể tả, vô duyên không thể độ. Cho nên hôm nay mình phải thấu muôn duyên. Tại sao bây giờ mình còn ngồi ở đây sanh tử luân hồi dài dài? Là vì cái duyên lành của mình nó mỏng manh quá. Chứ nếu mà duyên lành của mình nó hội đủ cái này rồi đó, ba la mật của mình đầy rồi, thì mình không sanh trong thời kỳ đâu. Trước đây khoảng 2560 mấy năm mình sanh ra liền. Đấy chứ vậy? Gặp Phật. Gặp Phật. Ở trên chùa chúng tôi có tặng một cái tượng Đức Phật, có cái thế đứng, gọi là Phật Quán Viên. Phật Quán Viên theo tinh thần của Phật giáo Nam Tông là thờ cái tượng Phật Quán Viên này. Khi Phật tử tới đó, chúng tôi mới giới thiệu với họ là đây là tượng Phật Quán Viên, bên kia là tượng Phật Ban Phước. Ai muốn được Đức Phật Ban Phước thì qua bên kia lại, ai muốn được Đức Phật quán thấy cái duyên lành thì đứng bên đây. Họ đùng đùng họ chạy qua bên Ban Phước, họ lại. Đó là ngộ. Cái sự mới nói tiếp, nếu như mình quý vị lại bên đó, Đức Phật có thể là cho quý vị ban phước cho quý vị, mà Đức Phật phải ban đâu? Phước mình phải tự mình tạo. Còn quán duyên bên đây thì mình kết duyên cái Đức Phật là mình phải tu theo pháp của ngài. Đến chi vậy? Ba la mật của mình đó, nó mới tròn đủ. Nghiệp của mình nó mỏng đi, ba la mật nó mới dày lên. Thì khi mà Đức Phật ra đời á, thì ngài quán duyên ngài mới thấy mình. Mà khi thấy mình rồi, cho dù mình ở hang cùng ngõ hẻm, ở ba cái sẹt Đức Phật dẫn tới. Nó lạ rồi đó, chứ không phải mặt tiền đâu. Đừng có tưởng là ở mặt tiền mà Đức Phật. Mình ở cái hẻm ba cái sẹt Đức Phật dẫn tới để mà độ mình. Vì mình là người hữu duyên. Ở trong những cái ân đức của Đức Phật, Đức Phật có một cái hạnh gọi là tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Mà muốn được Đức Phật quán xét thấy mình là người hữu duyên thì cái duyên này mình phải tự mà tạo. Cho nên ngày hôm nay nói trắng ra một điều là chúng ta đang tu tập một ngày an lạc để gieo duyên với Đức Phật. Đó, nó có đủ gì đủ. Mình đang gieo duyên thôi. Mình đang gieo duyên, muốn ngộ được, muốn có được cái tuệ tri, ngộ được nhân quả, ngộ được vô thường tam tướng, thì phải có Đức Phật khai thị. Mình không có thục nổi, đục nổi cái màn vô minh vậy đó của mình đâu. Vì sao? Vì cái tiền thiên tật, cái vô minh và hữu ái của mình nó tích lũy trong người của mình nó dày ghê lắm. Không biết từ đâu đụng là tham, đụng là sân. Lạ. Bây giờ làm sao mình đụng là tu, đụng là xả được? Bây giờ mình đã hay đụng vô người mình là tham liền. Thấy cái gì là tham liền?
ai đụng vô mạnh quá sân liền. Cứ con mắt của mình cứ nhìn ra, mình dùng thức trí tưởng trí không, để rồi mình sử dụng hàng ngày, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, mà hãy cái gì đẹp, cái gì ưng ý là tham. Mà hãy tham nó dẫn đến là gì? Mong cầu. Mà hãy mong cầu không được thì sao? Bất mãn, sân. Đó là mình nói là cái cảnh thuận đó nghe. Bây giờ nó cảnh nghịch. Sáng mở mắt ra cũng vậy, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm chạm, những cái gì đó nghịch ý, không ưa thích là nổi sân liền. Cho nên mình đường nào cũng chết. Nếu mà mình chỉ dùng cái thức tri và tưởng, tưởng tri thì đường nào cũng chết. Mình tưởng mình ngon, mình tưởng là mình có kiến thức, mình học giỏi, trở thành một nhà trí thức trong xã hội, ai cũng tôn vinh mình. Nhưng mà nếu mình không có tệ tri thì đường nào cũng khổ, khổ 100%. Cho nên có câu rằng là khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết mới là sống. Cái chữ biết đây là tuệ. Đơn giản như vậy, ba câu thôi. Khôn là gì? Là những người ở cuộc đời này họ nhanh nhẹn, họ học hành, có địa vị, có xã hội, có địa vị trong xã hội, rồi có tài sản, có của cải, có tiền bạc, có sức khỏe, có sắc đẹp, vân vân. Mình tưởng đâu là ngon, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cũng khổ. Là khổ là sao? Thế mà những cái đó mình tạm gọi là thuận cảnh. Ưa thích, rồi mình bám níu mình đó. Nhưng mà khi bám níu mong cầu như vậy thì có lúc thì nó được, lúc nó không được, bất toại nguyện. Khi nó được rồi thì nó lại tiếp tục bước sang cái giờ thứ hai là nó sẽ bị vô thường. Có ai đẹp hoài đâu, có ai giàu có hoài đâu, rồi có ai sống mãi ngàn năm để giữ mình cái này đâu. Sẽ bị vô thường. Như vậy thì trước sau gì cũng khổ. À, tức là ở trong đạo Phật chỉ chúng ta khổ nó có ba loại. Thứ nhất là khổ là nói cái người mà thiếu phước, sanh ra là ba tiếng khóc chào đời, là từ đó khóc hoài. Hồi nhỏ thì khóc cho người ta nghe, lớn lên khóc thầm, khổ quá, không biết đó cùng ai nằm khóc thầm. Có nhiều người khóc thầm với Đức Phật nữa. Tức là cái người này được gọi là khổ. Bây giờ có cái khổ thứ hai là hoại khổ, là nói những người sanh ra là có phước, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai luôn, lớn lên công danh sự nghiệp thành công. Nhưng mà khổ nổi những cái con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, những cái sự thành công trong cuộc đời sự nghiệp đó, nó có bền không? Nó phải bị cái gì? Vô thường. Nó bị vô thường. Mà chính cái vô thường này mới làm cho cái người đó khổ. Đó. Nó lạ cho đó. Bây giờ mà mấy người mà đẹp đẹp đó nha, lâu lâu soi gương có tổ chút buồn dữ lắm. Về già ai cũng xấu trai. Bây giờ xấu trước, ngày mai khỏi buồn. Mình biết chắc chắn rằng là cái phước này nó phải bị vô. Mà điều đó rõ ràng lắm. Quý vị cứ lên trên mạng mà sợt cái cô Hoa hậu mà thập niên 30-40. Ở dưới Đồng Nai có một cái ngôi chùa, một cái bà lão đó, giờ bà mất rồi. Bà sống gần 90 tuổi. Mà nghe nói đâu là thập niên 40-50 bà là Hoa hậu của Việt Nam đó. Tôi nghe giới thiệu vậy, có cái hình chụp nữa. Nhìn vô cái hình, nhìn qua bà cụ thôi. Rồi tội lắm là khi mà già vậy thì lại đơn côi luôn, con cháu không có nữa. Mà ngày xưa là đội Dương Miễn đó. Ngày xưa đội Dương Miễn. Bây giờ là đội mũ len luôn. Cho ấm cái đầu, đội mũ nhà Phật. Đâu, mà quá hậu quá. Đó, cái khổ thứ hai là cái quại. Cho nên trước sau gì cũng khổ. Vì vậy mấy Đức Phật này tuyên bố một cách thẳng thừng, rõ ràng, mạnh dạn. Mà nhiều người không hiểu nó, Đức Phật này đưa chúng ta vô cái bi quan thôi. Ngài tuyên bố sao? Thế gian này là gì? Vô thường. Thứ hai là gì? Khổ. Thứ ba là gì? Vô ngã. Ba cái này gọi là tam. Tam gì? Tam tướng, tướng trạng của cái bản chất thế gian.
Cái người tu chúng ta phải thường xuyên quán về cái tam tướng là vô thường, khổ não và vô ngã. Quý vị học luôn ba từ Bali đi. Vô thường là gì? Anicca là vô thường. Dukkha là khổ, khổ não. Anatta là vô ngã. Trong cái bài kinh gọi là bài kinh số 2 sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài thuyết bài kinh đầu tiên là kinh chuyển pháp, pháp luân. Thì Ngài có nêu ra hai cái thái cực nên từ bỏ, là không nên quá lợi dưỡng để mà so dịu với nỗi đau. Tức là gì? Mình bây giờ là mình hay dùng cái từ gọi là dùng cái an lạc để xóa đi cái niềm đau. Tức là cái tâm của mình á, nó khó chịu chỗ này cái mình tìm chỗ khác để cho nó dễ chịu. Nó nhất thì mình đi sức dầu cho nó bớt nè. Tức là nó đói thì mình ăn cho no, nó thèm ăn cái món gì mình đi ăn món đó. Tức là mình giải quyết cho nó vừa ý với cái tâm mình. Thì cái này Đức Phật gọi là lợi dưỡng. Lợi dưỡng là sao? Tức là mình phục vụ theo cái nhu cầu tâm lý của mình. Mà cái tâm lý của mình nó đòi hỏi ghê lắm. Nó đòi hỏi ghê lắm. Được vô đầu tiên. Nó gì vậy? Rồi được tiên rồi, đầu tiên đẹp nè. Nó muốn liên tục. Tức là nó không có dừng. Chính vì vậy mình mới trở thành người kẻ nô lệ trung thành nhất cho cái tâm của mình. Mà dần dần chúng ta trở thành cái người sống lợi dưỡng. Tức là chu cấp phục vụ cho cái tâm mình. Nó đòi hỏi bất cứ cái gì để chi cho nó đỡ khổ. Tại nó không được nó khổ. Nó muốn mà không được là khổ. Cho nên phải chiều nó. Ăn cũng phải ăn cho ngon lên. Rồi ăn cho nhiều vô. Rồi mập mập lên. Rồi mở trong gan. Rồi mở trong máu. Rồi tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Rồi chết. Vẫn mà chiều nó mà. Rồi có một cái loại khổ thái quá thứ hai là khổ hạnh. Đức Phật Ngài tuyên bố bỏ hai cái thái cực này mà Ngài dạy con đường trung đạo. Con đường trung đạo là đi giữa hai cái thái cực này. Nghĩa là không quá lợi dưỡng mà cũng không quá khổ hạnh. Miễn làm sao mình nuôi mạng mình đầy đủ sức khỏe để mình đủ trí tuệ để nhận thức được bản chất của thế gian để mà tu hành. Mình mượn cái thân này, cái thân quyển vọng này để mà mình tu hành. Trong kinh Phật dạy rõ rõ là qua từ giống kết nên cành. Như ta làm những việc lành từ thân. Cái thân này nè, nó vô thường thật, nó quyển vọng thật. Nhưng mà người nào biết tận dụng cái thân này để mà tu. Nhờ cái thân này nghe, mình mới tu hành được. Giống như là cảm ơn chiếc lá lìa cành để ta thấy được mong manh kiếp người. Nhiều khi mình thấy cái thân này nó già đi thì mình phải cảm ơn cái sự già này để chi? Để chi? Để mình tu. Chứ mình chưa già chưa tu đâu. Rồi cái thân này bệnh đi, sức khỏe kém đi, thì cái người con Phật là chuyển đổi những cái mà già bệnh này thành một cái đề mục để chúng ta quán, để mà chúng ta tu. Đó là tuệ để trí. Không có buồn, không có than trách. Nó sợ không biết sao mà mau quá mới để mà già rồi. Không được. Cái chuyện già để mình tu chứ mà ngồi đó mà thở với than. Thở với than sao mình già, sao mình bệnh cái bà kia đó. Bà già mà sao thấy bà còn trẻ quá. Còn mình sao mà mới như đây tuổi mình thấy già không bà. Cứ ngồi với than trách vậy. Mà đạo Phật chúng ta cái người khéo tu là chuyển đổi những cái hoàn cảnh này nè. Những cái hoàn cảnh mà người đời cho là bi quan. Những cái hoàn cảnh mà người đời cho là lâm ly bi đát. Thì thành những cái động lực thích, thành cái động lực để mà mình tu. Đó gọi là cái người gọi là khéo tu. Cái người ai là những người có Phật phải thức tỉnh thôi. Sống trong cơn buồn thận cũng vui mà sống trong cảnh ngược dẫn thích để mình tu. Cơn bệnh hoạn sống thì bệnh hoạn, cái nằm đó mà cứ rên biết thì bệnh nó thêm. Cho nên mình quán như vậy. Và Ngài dạy con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường giữa hai cái thái. Con đường trung đạo là mình đi con đường giữa hai cái thái cực này, chứ không phải mình đi giữa đường. Nhớ cho kỹ. Con đường trung đạo là mình đi con đường giữa ha. Giữa hai cái thái cực, chứ không phải mình đi giữa đường. Quý vị ra đường mà quý vị đi ra giữa đường là chắc. Có nhiều người không học
tới cái giáo lý của Đức Phật. Nghe đâu con đường trung đạo là con đường giữa, cái ra giữa đường mà đi. Ở trên đường mà đi thì khổ cho mình và khổ cho con người, không được. Như vậy thì cái bài kinh thứ hai Đức Phật dạy là bài kinh vô ngã tướng. Vô ngã là gì? Là không có cái tiểu ngã trong cái đại ngã, mà cũng không có cái ta, cái của ta, cái tự ngã của ta. Mà cái sự hiện hữu chúng ta trên cuộc đời này là một cái sự vận hành của các pháp. Do nhân duyên nó hợp lại rồi, do nhân duyên nó tan rã. Phải hiểu vậy. Mình phải hiểu một cái tiến trình mới vậy, chứ không có mình trong đây. Thí dụ, cái phần ngày dạy này các tỳ kheo, thế gian là sắc là thường hay vô thường? Tại con người mình gồm có năm thành phần, gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, hợp thành cái con người. Thì Đức Phật mới hỏi chư tỳ khưu rằng là: này chư tỳ khưu, sắc quẩn là thường hay vô thường? Thì chư tỳ khưu trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật ngài hỏi tiếp: cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Chư tỳ khưu trả lời là khổ. Mà cái gì vô thường là khổ, thì có nên cho đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta không? Mà mình lại cho là có mình, có cái của mình, có tự ngã của mình, thì mình mới khổ. Con ta tài sản đây là người ngu nghĩ thế, nhưng mà có chi? Chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Cái người mà hiểu được cái pháp vô ngã đó, thì họ rất là an lạc. Họ hiểu được cái pháp vô ngã là một trong ba tướng, là vô thường, khổ não và vô ngã. Không có cái ta, không có của ta, không có cái tự ngã của ta. Chúng tôi xin có cái ví dụ hỏi quý vị nghe. Bây giờ trên đời này có một cái anh tên là A. Ảnh sống chuyên làm những việc bất thiện, theo những gì anh thích, chứ anh không biết nhân quả tội phước gì hết. Anh thấy thích là anh làm. Ví dụ anh thích ăn thịt gà là anh giết con gà anh ăn thôi. Anh không có biết là tội hay phước, nghiệp quả gì không biết. Anh chỉ ăn thích là ăn. Thì anh sống chuyên về ác như vậy, thì sao khi thân hoại mệnh chung anh chết á, thì anh sanh về, anh đọa địa ngục đi, xuống dưới làm chúng sanh B, tạm gọi chúng sanh B ở dưới địa ngục. Thì bây giờ chúng tôi xin hỏi quý vị, cái người A và người B này là một hay là hai? Ai trả lời một đâu? Ai cho là hai đâu? Thấy châu? Tại vì sao biết không? Cái này nó không nằm trong cái tư tưởng được, không có, chưa nghe ai nói, mà cũng chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có nghe qua, cho nên không dám giơ tay. Nó rõ ràng vậy là thiếu cái gì? Tưởng tri cũng có luôn, mà tự tri cũng không luôn. Chỉ còn có cái thức tri giờ nghe thôi, đúng không? Những cái người nào mà đã nghe chúng tôi nói rồi thì họ sẽ mạnh dạn được. Nhưng mà cảm ơn quý vị, nhờ quý vị không giơ tay dù là một hay là hai, mà nhờ vậy mà câu trả lời nó đúng. Bởi vì ai trả lời một cũng chết, mà ai trả lời hai cũng không xong. Nhờ không biết cái gì mà im lặng mà đúng. Cái này thuộc dạng là hên mà đúng. Trong cuộc đời này là gọi là hên xui đó. Cái sự im lặng của quý vị, cái sự lưỡng lự của quý vị mà nó dẫn đến cái câu trả lời đúng. Bởi vì nếu là một đó, thì rõ ràng là không đúng. Là bởi vì sao? Anh A trên đây là một cái người thanh niên, có tên họ, có cha mẹ, có nhà cửa, có sự nghiệp, có nhiều người biết. Nhưng mà khi thân hoại mệnh chung xuống dưới cái địa ngục, ở dưới là một cái người B, thì rõ ràng hai người này nếu nó là một không đúng. Nếu mà nhìn cái hiện trạng hoàn toàn khác. Giống như bây giờ, ví dụ cho dễ hiểu hơn, là mình lấy cái hình hồi năm mình 18 tuổi. Cái năm mà lúc mà mình 18 tuổi mà mình đi ra đường là nhiều người dõi mắt nhìn theo. Giờ lại mình lấy cái hình mà bây giờ 6 mấy tuổi, mình đem cái hình nó ra mình coi coi là một hay là hai. Mình có nói tôi đây nè, tôi đây với tôi là mình 18 tuổi, tôi bây giờ là 60 tuổi. Nhưng mà nó lạ cái là lúc mà 18 tuổi mình đi nhiều người dòm theo lắm, còn 6 mấy tuổi đi không ai dòm. Nhiều khi nó không thấy mình, đụng mình luôn. Nó lạ.
Như vậy thì hai cái người này mình nhìn, nếu mà nói là mình thì không đúng nha. Cái người 18 tuổi nó quá ư là khác, mà cái người 60 tuổi nó quá. Mà mình cũng mạnh dạn nói là tôi đó. Có cái bà cụ đó, bà 80 tuổi mà chúng tôi vô cho thăm thì mình không biết nói chuyện gì. Sẵn cái việc mình nói chuyện cho bà cụ mới vui. Thấy bà cụ thì tướng cũng mảnh mai, cao ráo, mà có điều 80 tuổi rồi. Cái sư mới nói là nhìn cụ á, năm nay cụ 80, nhưng mà với ánh mắt này, dáng đi này, mà 50 năm về trước, xin lỗi, 60 năm về trước cũng làm bao nhiêu là vương công tử phải mệt mỏi. Cái bà cụ eo, ủa sao biết vậy? Bữa nào tôi cho coi cái hình tôi chụp trên mặt áo dài. Tại xưa Sài Gòn mặc áo dài không à? Tôi có cái hình chụp áo dài. Lúc đó tôi còn nữ sinh, tôi đi học. Tự động cái bà cụ bà phóng lưng lên, bà đang ngồi cong này. Mình nói là gương mặt này, ánh mắt này, dáng đi này, giọng nói này mà 60 năm về trước. Nghe cái chữ 60 năm về trước cái thẳng lên lên. Thì như vậy là cái này là nói một cũng không đúng nha. Hai người hoàn toàn khác nhau. Mà nói là hai cũng không xong. Đó, bây giờ trả lời cái anh A và anh B. Nếu trả lời một là trật lắc. Một anh ở trên dương trần, anh ở dưới địa ngục. Mà nói là một đúng. Mà nói là hai là cũng không phải. Là bởi vì hai cái người này nó có dính dáng. Nó có dính dáng cái gì đó phải không? À, cái người mà 18 tuổi với cái người 80 tuổi kia nó có cái dính dáng gì đó. Mình chính vì cái dính dáng đó mình mới nói là mình. Cho nên câu trả lời chính xác nhất là gì? Hai người này, người A và người B là một cũng không phải mà là hai cũng không phải. Hai người này nói chung một cái tiến trình nhân quả nghiệp báo. Nói chung một cái tiến trình giống như là củ khoai mì và cái gói mì. Quý vị nói là một hay là hai? Thấy chưa? Nếu mà nói là một được, cái củ mì nó hoàn toàn khác với cái gói mì. Nhưng mà củ mì này người ta sai ra, rồi nó qua một cái tiến trình nhà máy chế biến để rồi nó đóng thành một cái gói mì gói mình ra. Hoàn toàn hai cái này không phải là một được, mà nói là hai cũng không xong. Bởi cái ông mì này ông hình thành bởi cái củ mì, cái ông gói mì mình ăn á. Cho nên hai người này nói chung một cái tiến trình. Mà cái tiến trình này theo nhà Phật gọi là nhân. Chính vì cái chỗ này nè mới gọi là vô ngã, phải không nè? Nếu mà là một là mới hữu ngã, mà nếu là hai cũng còn có cái ngã. Nhưng mà cái này nó chung cái tiến trình thôi, nó hình thành ra. Cho nên không biết gọi mình tới lúc nào, trong lúc 18 tuổi hay 60 vô ngã. Vì vậy kính thưa quý vị, trở lại cái chủ đề của chúng tôi thuyết giảng hôm nay là có hai vấn đề. Vấn đề nhất là gì? Thấu muốn muốn duyên, là không than phiền quán. Cái vấn đề này chúng ta cần phải quán tưởng, suy ngẫm thường xuyên, để chúng ta có một cái tri kiến cố định, nhìn vạn sự đều qua nhân. Thì hồi nãy chúng tôi có làm một cái bài test đơn giản là xét coi mình có buồn chuyện thế gian nữa hay không. Nếu như mình không còn buồn chuyện thế gian nữa thì cái người này mới đúng là thấu muốn muốn duyên. Để mỗi sự đều là có duyên. Quý vị đồng ý với chúng tôi rằng là không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, đừng có than trách gì hết. Tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả thì hạnh phúc có đâu xa. Mình mà thấu muôn duyên rồi, cái tâm mình nó quân bình dữ lắm. Nó quân bình là sao? Là nó không bị những cái hơn thua được mất có không. Nó không còn bị cái sự gọi là tranh giành, bon chen, so sánh để làm cho mình phải tủi thân. Cái nhà cái bên nó giàu kệ cái nhà cái bên, cái phước của họ. Còn mình nghèo ở đây thì chuyện của mình. Phải học hạnh như đất vậy đó. Chấp nhận và thứ tha. Hãy học hạnh như gió mang mùi hương đi xa. Hãy học hạnh như nước cuốn trôi đi tất cả. Hãy học hạnh như mưa gieo những hạt từ hoài.
Hãy học hạnh như lửa, ôm vào lòng chuyển hóa. Những nghịch cảnh ôm cho mình chuyển hóa. Và hãy học hạnh như mây, không nơi đâu là nhà, là vô ngã. Cuộc đời này mình nói cái nhà của mình. Quý vị không tin chúng tôi, quý vị lựa cái nhà nào mà nó có thời pháp. Quý vị đơn vô đó, quý vị hỏi, ủa cái nhà này của ai? Cái bà chủ nhà nói, của tôi. Cái mình hỏi trước khi bà đến đây thì nhà của ai? Nó của người nào đó, họ bán cho tôi. Rồi họ trước đó, cái người mà bán cho cái người đó là ai? Nó có cái người nó bán nữa cho cái người đó. Tức là cái vòng vòng mà từ thời Tây giờ là phải nhất phải 5-6 chủ trong căn nhà. Mà 5-6 chủ người nào cũng tự xưng là nhà của tôi. Mới ghê. Nó khổ chỗ đó đó. Ai cũng nói là nhà của tôi. Rồi cái bà đó chừng vài năm nữa cái bà về với ông bà. Rồi con bà lên cái đó nhà này nhà của tôi. Lúc đầu nó là nhà của má tôi. Để lại. Nhưng mà riết rồi cái bà mất lâu quá rồi. Ta hỏi cái đó này nhà của ai? Mất cái chữ má luôn là nhà của tôi. Rồi tới chừng con ổng lớn lên cái ổng cũng quy tiền con nó cũng nhà của tôi. Nó như vậy đó, không có nhà của ai. Hãy học hạnh như mây, không nơi đâu là nhà. Thì cái bài test của chúng tôi là gì? Quý vị ráng bỏ túi tù để mình về xem coi mình có thấu nhân duyên chưa. Tức là biết đạo. Biết đạo đây là biết bằng trí tuệ đó nghe. Cái chữ biết đạo của chúng tôi xài cái chữ là biết. Hồi nãy là khôn cũng chết, dạy cũng chết. Biết là sống đó. Cái chữ biết tiền đó phải hiểu ý nghĩa nó cao hơn. Chứ không phải là biết qua tưởng tri đâu, mà phải biết qua tuệ. Tuệ tri. Tức là biết đạo không buồn chuyện thế gian. Về viết cái câu này lên đầu giường. Học cho thuộc. Để chi? Để mỗi lần mà mình buồn, mình khổ, mình không có an lạc, thì mình nhớ ngay câu này. Thì ra là mình chưa có biết đạo. Mình chưa có ngộ đạo. Mình chưa có liễu đạo. Mình chưa có tuệ trì. Mình còn khổ. Bây giờ xét cho cùng thì đâu có gì là khổ. Đều là do nhân. Nhân quả hết. Thấy không nè? Người sống lâu, người chết yểu. Người đẹp, người xấu. Người giàu, người nghèo. Người khỏe, người bệnh. Người quyến thuộc đông và người không có quyến thuộc cô đơn. Vân vân và vân vân. Các pháp dị biệt khác nhau trên cuộc đời này đều là do nhân quả. Mà nói một cái từ rất đơn giản là do nghiệp. Đức Phật dạy chủ trương cái chữ nghiệp nhà Phật. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động thiện ác do mình tạo ra. Và nghiệp này nó có hai là nghiệp thiện và nghiệp bất bất thiện. Chính vì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó cho ra quả là quả vui và quả buồn, quả hạnh phúc và quả khổ, khổ đạo. Mà đơn giản là nhân nào thì quả, quả nấy. Như ban ngày nó là định lý. Quý vị hiểu cái từ người ta xài cái chữ định lý nghiệp không? Rồi quý vị có nghe cái từ là định lý toán học không? Định lý là bất di bất dịch nha. Toán học định lý là bất di bất dịch, tức là 2 nhân 2 là 4 thôi. Chứ không thể nào mà 2 nhân 2 là 3 được. Mà 4 nhân 2 là 8 nè. Chứ không thể nào mà 4 nhân 2 là 7 được. Nhưng mà vẫn có người họ trường, họ uống, họ chia được. Ví dụ ta hỏi là 4 chia 3 được mấy? Có người chia 4 chia 3 được 1,999 mấy? Cái sư nói đó là mình chia theo định lý người đời, mình chia theo cái kiểu của họ. Họ có nhiều cái kiểu chia. Họ nói là 4 chia 3 được 2. Họ uống sao 2? Biết họ chia sao không? Họ nói 4 là tứ, 3 là tam, mà tứ chia tam là 8 chia 4. Mà 8 chia 4 được mấy? Đó là cái sự gọi là uồn lướng cái gì đó là cái sự mà mình dùng cái từ người đời là luồn lách. Luồn lách rồi vui chỗ này, cái miễn sao ra là hai được rồi. Mảnh chặt lách cái định lý. Bây giờ mình biết là định lý nghiệp báo là bất di bất bất dịch ha. Thì nhân nào thì quả, quả nấy. Nghiệp là của ta chứ không của người khác được. Nhân nào quả nấy, Đức Phật dạy ta đi với nghiệp của ta. Dù sống hay chết, đi chung với nghiệp. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu, tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình. Có cái đi theo ta là cái nghiệp đó. Ta tạo quả báo phân minh kết thành. Do cái quả báo, nghiệp báo nó kết thành. Mỗi chúng ta được hình thành là do cái
cái nhân quả nghiệp báo của mỗi người nó khác. Tại sao có người khỏe, người yếu, người giàu, người nghèo, vân vân, tất cả là do định lý nghiệp. Và Đức Phật dạy rất rõ trong kệ ngôn là Sabbe Kamma Dayada Kamma Yoni Kamma Banthu Kamma Bhattisarano Yang Kammang Darissa Miti. Tất cả chúng sinh có nghiệp là gì? Hai tạng. Nghiệp là quyến thuộc nha. Những cái quyến thuộc mà cùng dòng họ đó là không phải, đó là định đặt thôi. Tại vì quyến thuộc phải theo mình chứ. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ, nghiệp phân chia chúng sanh thành u thắng và hạ. Như vậy thì biết đạo không buồn gì cả, bởi vì tất cả các pháp trên thế gian này không có gì tự nhiên hết, không có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Bệnh hoạn nghèo khổ là do nhân duyên bất thiện đủ đầy, còn khỏe mạnh giàu có an vui do nhân duyên thiện. Ông phải nghĩ vậy, không có gì phải buồn. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm quán hận nay thêm đầy. Quán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt gắn cay vào mình. Thương nhau mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình thì vui. Kể cả cái việc mà chúng ta gặp được Phật Pháp cũng là hữu duyên. Cái gì có nghe Chư Tăng hay cái gì Giáo Sư nói là các Phật tử chúng ta là cái người rất là hữu duyên, hay là có đại duyên mới gặp được Phật Pháp. Có nhiều người họ không có gặp, họ gặp mà họ cũng không có tu theo, họ cũng không nghe, mà nghe thì họ cũng không có thấm thía gì hết, họ cũng tu theo. Còn mình là cái người hữu duyên. Hữu duyên gặp đạo phải gánh tu. Bây giờ cái của mình là mình đã có duyên rồi, thì cái nhiệm vụ thứ hai của mình là gì? Đó. Chứ mình đừng có thỏa mãn trong cái chuyện hữu duyên là chết. Có người nói trời, tôi vô chùa tôi quan hỷ quá, cái dừng đã gió rồi. Là tung tăng lung tăng, cười nói lung tung, không mà gánh tu cũng được. Hữu duyên gặp đạo gánh tu hành, mới không uổng phí kiếp phù sinh, đường trần du hí phiêu lưu khổ, nhà đạo dừng chân hưởng đạo lạc. Mình đã có duyên trong nhà đạo rồi, thì mình đến đây mình thấy dừng chân lại. Cái chữ dừng lại của mình là dừng cái gì? Dừng những cái duyên ác đi, tạo những cái hiện duyên. Cái bài thơ duyên nó hay lắm, trong đó là ác duyên thiện duyên phải giữ luôn luôn, mà ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Bây giờ mình đã có duyên rồi, thì vô đây mình tiếp tục mình phát cái thiện thiện duyên. Chứ vô đây mà quan cái trái kết thù mệt lắm. Đó là nói về cái vấn đề thứ nhất là thấu muôn duyên, không than phiền quản trách. Cái gì phải viết câu này trên đầu giường nghe, hoặc là viết cái câu là biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng. Mình tin nhân quả rồi, mình tin nghiệp báo rồi. Có nhiều người họ cũng bôn ba dữ lắm, đầu tắt mặt tối, chạy đông chạy tây, buông cái này chụp cái kia, mà cuối cùng là cốt khỉ vẫn hoàn cốt thế. Đúng không? Vì cái duyên họ, cái duyên phúc không có. Còn có người ở đâu có như cái người bôn ba đó, tức là có bốn dạng. Trong nhà Phật lúc nào có bốn dạng. Có những người họ bôn ba nhưng mà họ là thành công. Cái người này là cộng với cái sự bôn ba trong những cái này, cộng với cái quả quá khứ giúp cho họ được thành. Có những người họ bôn ba mà vẫn thất. Có những người họ không bôn ba, họ vẫn thành. Bây giờ họ có phước. Có những người họ không bôn ba mà họ không thành công luôn, là biến nghèo. Có phước mà lại cái nhân hiện tại cũng có luôn. Quả quá khứ có nhân hiện tại cũng không. Cho nên cuộc đời của họ là đầu tắt mặt tối, ấm hôm gì. Bây giờ chúng tôi xin được nói sang cái vế thứ hai. Vế thứ hai là gì? Ngộ vô thường. Cái thấu muôn duyên thì để cho cái tâm mình nó không có khổ đau, nó không có
tính toán, không có hơn thua. Bởi vì cái tâm mà tính toán hơn thua là người ta gọi là cái tâm ganh tị với bọn xẹt. Thế nào là ganh tị? Ganh tị là mình không muốn người khác được cái gì, thấy người ta được là mình khó chịu. Rồi bỏng sẻn là gì? Bỏng sẻn là mình không muốn mình mất cái gì. Nó ngộ vậy. Thậm chí bây giờ thị phi mình chút mình cũng khó chịu. Mất cái thanh danh mình cũng khó chịu. Trời, tôi là người đàng hoàng mà bé kiểu nó xấu tôi. Mình cũng chịu. Cho nên mình phải thấu muôn duyên để cái tâm mình nó an lạc. Để mình đi theo thiện pháp nó dễ hơn. Người tu vậy chứ cũng bị thị phi dữ lắm. Nhất là mấy ông chồng. Sao tối ngày bà đi chùa hoài. Ở trong chùa có cái gì? Ví dụ, nếu như mà mình hấu môn duyên rồi thì mình cũng đỡ, tối phải đỡ phải buồn phiền, cứ nó trợ buồn hoài thì mới đi về cái phía thiện được. Mỗi lần ác tức là người mà hiểu được nhân duyên, thích thiện duyên, thích cái điều lành thì mình mới gọi là làm lành lánh, lánh giữ được. Tức là sao? Mình nhờ mình hấu môn duyên cho nên mình mới chọn con đường đi của mình nó chính xác, là đi về phía ánh sáng. Mà cái quy lực của cái pháp đối đãi thế gian là mình ra đây, một là quẹo phải, hai là quẹo trái. Quẹo phải là con đường chánh, quẹo trái là con đường sai. Ví dụ như vậy, tại sao chúng ta ngồi thiền tay mặt chặt ra tay trái? Đơn giản là vì mình chọn con đường đường phải, đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu, đi về phía bình an thì khổ đau tự biến, đi về phía được mất lòng liền bị hẹp đi. Mình còn tính cái chuyện được mất, cái lòng mình nó hẹp dữ lắm. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Mình có lòng từ bi rồi, người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu, rộng lắm. Mà người ghét người chút xíu cũng thiếu. Đi về phía từ bi thì tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gặp gần. Đi về phía ham muốn, phiền não khắc tự sinh. Ai mà ham nhiều thì phiền não nhiều. Cái phiền não sanh lên là bởi vì mình ham muốn. Đi về phía ham muốn thì phiền não khắc tự sinh. Đi về phía an bình thì muộn phiền tự nhỏ lại. Đi về phía tự tại thì chướng ngại tự qua nhanh. Đi về phía thiện lành, tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung, chứ không có buông dao. Chính vì mình chưa thấu hiểu cho nên mình mới sân si, chửi mắng, dùng binh khí miệng lưỡi. Còn hơn dao, lời nói không là dao, cắt lòng đau nhất. Dao cắt mình đứt tay, hai ba bữa nó hết đau. Còn cái lời nói của mình, năm sau người ta chưa hết đau. Nhiều khi nhắm mắt rồi biết là còn. Cho nên mình thấu muôn duyên thì không than phiền quán trách, thì mình mới đi theo con đường ánh sáng được, đi theo con đường thiện được. Tại vì mình không có hơn thua. Tại vì đi thì về phía thiệt hơn, đời gặp gần lên. Mình thấy rõ ràng, ai mà chọn con đường thiệt hơn, tính toán bon chen là cuộc đời của mình nhiều cái chướng ngại lắm. Bon chen mà tranh giành thì phải có gặp gặp những người khác họ có bon chen tranh giành. Đó. Cho nên là cái vấn đề thứ nhất là chúng ta thấu muôn muôn duyên để không than phiền quán trách. Nhớ nghe. Câu này hay nè. Phước duyên gặp Phật gánh tù. Mới mong ra khỏi ngục tù thế gian. Mình đang ở trong cái gì? Cái ngục tù của thế gian này là cái ngục tù giam cầm mình bởi năm cái ngũ trận. Quý vị biết không? Cái ông vua mà chú cái cõi trời ngũ dục này, cái ông vua trời đó, ông ở cái cõi trời cao nhất trong cõi dục là ông ở cõi trời tha hóa tự tại. Cái ông này á, ông có cái quyền năng là ông cai trị tất cả chúng sinh từ chư thiên, loài người và những chúng sinh ở cõi khổ qua năm cái miếng mồi sắc hình hương vị xúc. Cái ông này ông chọn cái chủ trương là hưởng năm cái này để có niềm vui. Mà thiệt mà thấy cũng đúng. Ai khen mình trẻ, mình khỏe, mình đẹp cái vui. Ai chơi mình già, mình xấu, mình bệnh, mình cái gì buồn. Tự nhiên có tiền cái thấy vui. Nhiều khi cũng không sao. Nhưng không có tiền cái buồn.
rồi tự nhiên mình làm được việc này việc kia, cái thấy vui. Thì ông này ông dùng năm cái miếng mồi này, ông cai trị, cho nên mình là trở thành cái tín đồ của ông, tín đồ của ông. Ông cai trị như vậy thì Đức Phật ngài cũng sanh ra trong cõi dục này, cái cõi người này là cõi dục, thì ngài cũng thấy sắc đẹp tiếng hay, nhưng mà ngài đi tìm con đường thoát ra cái sự lệ thuộc, cái sự lệ thuộc. Hồi nãy chúng tôi đang nói cái khổ thứ ba là hành khổ, là lệ thuộc trong cái chuyện có không còn mất. Không biết từ đâu mà mình lại có cái tâm là hễ có là vui, không là buồn, được là vui, mất là buồn. Nó cứ vậy. Thỏa mãn ưng ý là vui, mà không thỏa mãn ý là buồn. Rồi không biết từ đâu chúng ta có một cái định kiến để nhìn mà thấy nó vừa mắt mình thấy vui lắm. Ví dụ mình gặp người lạ, dòm từ mặt tới chân, mình thấy người này mảnh mai thon thả, rồi mắt thì nó hiền hiền, rồi giọng nói nó nhẹ nhàng, là cái người được à. Gặp cái người mà nó lỗ mãn thô trực, hồi các bà cũng được đâu. Rồi tự nhiên cái đó là mình nói là mình xem xét tướng để mình nhận đi. Còn cái người dân nước lã, không quen không biết, cũng không có nhận người ta vô làm, nhưng mà mình cũng tự phán xét luôn. Mình có một cái tật để nhìn bất cứ người nào là phán xét luôn. Thế mà cái người mà mình thấy hợp với mình cho là ta bà tốt, mà cái người không hợp với mình cho là sọc. Rồi nó có một cái dở nữa là gì? Là hãy nhìn thấy cái người nghèo là thương hơn người giàu. Không biết từ đâu mà giàu nghèo cũng khổ thiếu mù nổi, chứ không phải là hai bà khổ đâu. Cái bà nghèo bà khổ, khổ cách khác. Cái bà giàu bà khổ cách khác. Rồi mới từ đâu là mình lại có một cái quan niệm là hãy nhìn thấy cái người bệnh thì mình thương hơn người khỏe. Hãy vào bệnh viện là mình thương dữ lắm. Mình có thể giúp người này giúp người kia. Mình có thể là nói những cái lời nhẹ nhàng. Còn mà hả, ra ngoài đường mà gặp mấy người có khỏe là mình gây không á. Hơn thua với người ta. Hãy vào trong bệnh viện thấy là bệnh liệt giường liệt chiếu ra mình thương. Vợ chồng cũng vậy. Ở nhà hai chồng gây xối xả chứ vợ chồng vô nằm bệnh viện thở oxy thôi. Bà vợ vô nói trời anh ơi, ráng khỏe đi. Khỏe đi về chửi em cũng được. Ông nói giờ chửi không nổi nữa. Thở oxy sao chửi. Bà nói anh chửi đi, anh mà chửi được cũng mừng, là bây giờ anh khỏe, không? Anh không chửi nổi thì ông mới mệt bệnh, mà em thì thích anh chửi, mà lúc ông ở nhà ông chửi mình thì bệnh được, mà vô bệnh viện thì vô tình mình tu cái gì không biết nha, mình có những cái thói quen nhìn như vậy thì vô tình là mình mong cho mọi người là nghèo và bệnh để cái tâm mình nó yêu thương. Là cái này là ở góc độ là tướng trí, tức là quan niệm kinh nghiệm người xưa dạy rằng là mấy người nghèo họ khổ, mấy cái bà giàu chảnh lắm, mấy cái người nghèo thấy hương, mấy người giàu ghét. Nhưng hôm nay mình nghe cái bài giảng này rồi thì phải sửa lại cái sửa là sao? Ai cũng có nỗi khổ, giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo. Hãy sanh ra cuộc đời này thì đều khổ. Nhìn như Đức Phật nhìn tất cả chúng sinh, tất cả đều khổ. Hồi nãy Đức Phật dạy là cái thế gian này tam tướng là gì? Vô thường, khổ não và vô ngã. Ai cũng khổ. Người khỏe thì khổ theo khỏe. Cái người bệnh thì họ đâu có làm, nằm chỗ. Còn người khỏe phải làm thứ bộ nổ. Ví dụ trong nhà có hai anh em, thằng anh nó bệnh, thằng em làm hết. Nếu mà nói theo cái cảm nhận của thế gian thì cái người làm người đó khổ. Cho nên bây giờ cái lòng từ bi của Đức Phật là, của đạo Phật là gì? Là không có phân biệt. Nhớ nghe. Già hay trẻ, khỏe hay yếu, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, đều khổ như nhau. Bởi vì sớm hay muộn thôi, nãy mình học rồi. Cái người mà bệnh thì khổ trước. Cái người khỏe thì khổ. Không sao, trước sau dù cũng phải bệnh. Sinh ra là người hữu thân thì hữu, không bệnh. Bây giờ mình thấy khỏe các bạn tưởng mình không bệnh, mình chuẩn bị đi bệnh. Mà thấy người ta chết cái mình khóc lu la, mình thương. Mình thấy người sống mình không có thương. Cái người sống nó cũng chuẩn bị đó, cũng chuẩn bị lên đường. Cách nhau thời gian thôi, cách nhau chừng vài năm thôi, vài tháng thôi. Thấy người ta lên đường thì mình cũng phải biết mình lên đường. Phải biết như vậy thì cái người nó mới quán về tam tướng. Như vậy thì phước duyên gặp Phật nhớ cảnh tù. Mới mong ra khỏi ngục tù thế gian. Đâu phải xem kinh mấy hàng rõ được quẩn giới quả nhân rối mù.
nhân duyên tiền kiếp khiến xui chánh pháp hạnh ngộ chớ vui hỷ đạt. Bây giờ mình gặp được chánh pháp rồi, nãy tôi nói là mình có duyên đến đây rồi thì phải gắng tu. Có nhiều người có duyên Phật pháp mừng quá, đủ rồi, tới đây đủ, có duyên với Phật pháp dữ lắm, không được, mình phải gắng mình tu. Bây giờ bước sang vấn đề thứ hai là gì? Ngộ vô, ngộ vô thường. Cái bước này là rốt ráo là đạt đến tú tú cánh. Ví dụ mình còn trên cái bể khổ đó, tức là biển khổ mênh mông sóng ngập trời đó, khách trần một chiếc thuyền chèo chơi đó, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Cái người mà ngược gió là cái người bệnh, người già, người yếu. Cái người xuôi gió là gì? Người khỏe, người mạnh, người giàu. Nhưng mà hai cái hạng người này giống như thuyền ngược gió và thuyền xuôi. Mà nghĩ lại thì hai người này đều nằm trong cái tam giới này, đều là khổ, đúng không nè? Đó, chúng tôi muốn quý vị phải có cái tuệ để tri, là bởi vì tất cả đều là vô thường. Trước đây mình nhìn lấy cái cây thì mình thấy cái lá vàng á, cái cây mà nó vàng lá thì mình thấy tội. Mình muốn cho cái cây này nó phải xanh tốt, thế là mình mới gia công tưới nước vô phân. Khi cái cây mà nó tươi tốt rồi, lá nó trở thành màu xanh. Thì quý vị cũng phải quán một điều á, là khi mình nhìn nhân quả thì mình thấy cái màu xanh nó đẹp hơn là màu vàng. Nhưng mà thấu được vô thường, ngộ được vô thường thì sao? Lá xanh hay lá vàng cũng là lạc. Nãy là lá thì rụng, lá nào cũng rụng, thấy không? Nhiều khi lá xanh nó rụng trước lá vàng nữa. Máy đầu bạc tiễn máy đầu xanh, thấy chưa? Nhiều. Đầu xanh đi trước đầu bạc. Ra ngoài nghĩa trang đi, đọc cái năm sinh năm tử đi. Trời ơi, nhiều người nửa chừng xuân, chứ không phải là hết mùa xuân đâu. Còn trong mùa xuân cũng lên đường, cũng vô thường đến lúc đi. Vô thường ở đâu phân biệt? Mình thì mình có phân biệt người đẹp, người xấu. Mình thì mình chọn người đẹp, mình bỏ người xấu. Mình thì phân biệt người giàu, người nghèo. Mình chọn người giàu, mình bỏ người nghèo. Vân vân. Nhưng mà thần chết với vô thường nó không có lượm như mình. Cứ người nào hết nghiệp là họ tới họ họ rước đi, họ rước đi. Giống như trong cái tù mà tù tử hình, cái tù tử hình trong đó cũng có người lớn tuổi và người nhỏ. Nhưng mà mỗi sáng thì cái cửa mà của cái tù mà ngục tù tử hình mở ra, đọc tên ai thì người đó đi. Lúc đó không phân biệt là tuổi tác nữa, chứ không phải như mình bây giờ thôi, ông già đi trước, tôi trẻ thì sao không có. Hãy đọc Nguyễn Văn A hay Trần Văn B, cho dù Nguyễn Văn A, Trần Văn B đó là thanh niên hay là thiếu nữ, còn trẻ thì cũng phải đi ra pháp trường. Tới rồi, tới cái định kỳ rồi. Trong cái tử ngục đó nó không có sắp xếp theo tuổi thọ, mà sắp xếp theo cái tội, tòa án tội nặng hay nhẹ. Cái người trước thì sao? Ví dụ như cái người trẻ này họ phạm cho cái tội tử hình trước cái người già, họ vô cái tử tù đó chẳng hạn như là 2 tháng rồi, họ chỉ còn mấy ngày nữa là họ ra pháp trường. Rồi 2 tháng đó thì cái ông tử tù già này mới vô, ông cũng phải đợi thời gian là 2 tháng mấy nữa ông mới ra pháp trường. Thì khi cái cửa tù một tù mở ra thì ai đi trước? Người trẻ đi trước. Cho nên phải là ngộ vô vô thường, cái chỗ này mới là rốt ráo. Ngộ vô thường thì buông xả tánh mặt nhiên. Cái người mà ngộ được pháp vô thường rồi thì người này rất là an nhiên tự tại. Người ơi, một lẽ vô thường, nếu mà thấu hiểu con đường mình đi sẽ là dứt tham sân si, sẽ là giác ngộ điều gì hữu duyên. An lạc là chốn hiển nhiên, giữ lòng tu niệm tùy duyên tìm về. Nam mô một cõi Bồ Đề, chúc cho Phật tử khéo bề an vui. Như vậy thì ai làm gì làm, mình cứ nam mô cho lúc mình ngộ vô thường. Sẵn cái dịp đây thì tặng quý vị bài hát. Bài hát niệm Phật. Hôm nay mình là phát tu niệm Phật lần thứ 112. Tu dữ ạ. Cái con số mà số lần đó là tức là 112 tháng.
112 tháng. Tính ra năm thì 10 năm, đúng 10 năm ha. Một năm là 12 tháng. Hôm nay mình tròn nha. Tròn 10 năm á. À, hôm nay là kỷ niệm 10 năm á nghe. Vô tình mà mình 112 thì đúng là 10 năm. Tặng quý vị bài hát niệm Phật để cho nó thêm thần không khí. Chắc bài hát này cũng xin được khép lại buổi giảng hôm nay. Hẹn quý vị lần sau có duyên chúng ta sẽ tái ngộ trong cái giảng đường của chùa Bửu Quang, một cái khóa tu sau. Bài hát có tựa đề là niệm Phật. Lòng thành sinh dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên. Mỗi ngày phát huy tâm lành, cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời Thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chăm. Lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm. Quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Hai ba lòng thành sinh dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên. Mỗi ngày phát huy tâm lành, cho cuộc đời bừng lên mầm sông. Lời Thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chăm. Lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm. Quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Cảm ơn những tràng vỗ tay thật là nhiệt tình của quý vị. Chắc bài giảng đến đây sẽ được kết thúc. Trước khi dứt lời thì cho phép kính được một lần nữa nói lời niệm ơn tri ân đến hòa thượng Diện Chủ và thượng tọa trưởng ban tổ chức cùng toàn thể đạo tràng Phật tử đã cho chánh định một cái khoảng không gian thời gian chiều ngày 11 tháng 10 này thật là tuyệt vời để chúng tôi chia sẻ bài pháp. Mời đại chúng khởi thân đứng dậy, chắp tay trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng máy bạch thượng tọa giảng sư, chúng con kính nghe. Không có công đức nào sánh bằng công đức vô ngã vị tha. Không có sự nghiệp nào sánh hơn sự nghiệp hoàn truyền chánh pháp. Ngược dòng lịch sử khi Đức Thế Tôn thành đạo, người đã cùng các đệ tử của mình châu du khắp xứ Ấn Độ để thuyết pháp độ sanh. Nhờ đó mà Phật giáo đã trở thành vàng son trong thời kỳ ấy. Ngày nay vì để nối dài mạng mạch Phật pháp, tiếp nối chư vị tổ sư noi gương sáng của bậc thầy cao cả, thượng tọa cũng đã vân du khắp nơi trong và ngoài nước để đem ánh sáng Phật pháp đến với tất cả chúng sanh, trong đó có đạo tràng của chúng con. Và ngày hôm nay nhân khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ 112, thượng tọa cũng đã đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức và thương tưởng đến sự khát khao tu học cầu pháp của chúng con, mà dành thời gian quý báu thân lâm về với đạo tràng của chúng con để tuyên dương pháp ngữ. Mỗi bài pháp thoại của thượng tọa là mỗi pháp âm tỉnh thức, đem lại sự chuyển hóa nội tâm cho thính chúng, giúp cho chúng con tiếp xúc được với oai đức kỳ diệu của giáo lý Phật Đà và tiếp nhận được nguồn suối chánh pháp đang tuôn chảy dạt dào bất tận. Con xin phép được thay lời cho toàn thể hội chúng, thành kính dâng lên thượng tọa lời cảm niệm tri ân mà con nghĩ rằng không phải qua lời nói có thể đền đáp được công đức của thượng tọa.
Nhưng nếu không có thì đó là một sự thiếu sót. Chúng con thành kính ngưỡng nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa thân tâm thường an lạc, đạo thọ miên trường, phước trí nhị nghiêm, và luôn thành tựu được năm pháp chúc mừng: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Đạo tràng của chúng con có chút lễ phẩm, gửi trọn niềm tri ân tôn kính, xin dâng lên cúng dường Tam Bảo chùa Tam Phước, ngỡ mong Thượng Tọa từ bi ai mẫn nạp thọ, cho chúng con được viên thành sở nguyện. Kính bạch Thượng Tọa, chúng con được biết sư bà chùa Tam Phước đã thuận thế vô thường cách đây không lâu, để lại cho Thượng Tọa một nỗi mất mát nhớ thương khôn tả. Từ đáy lòng mình, xin Thượng Tọa ghi nhận nơi đây lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất của toàn thể đạo tràng chúng con. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho giác linh của sư bà được tái sanh về cảnh giới an lành. Lời cuối cùng, chúng con xin kính chúc Thượng Tọa luôn đủ đầy sức khỏe để cho chúng con luôn được ân triêm pháp lạc từ pháp âm của Thượng Tọa giảng sư. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại.